Đấy. Chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Người Rừng THK. Ok, hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi xem Văn Nghĩa nhận tiền YouTube và cái tháng lương của anh ấy nó khủng như thế nào anh em ạ. Thì tại vì Văn Nghĩa nói là tiền YouTube đã về, nhưng mà anh ấy lại rủ mình đi nhận tiền YouTube với anh ấy cho vui, thì mình nghĩ ra một cái ý tưởng là cũng cho biết cái doanh thu khủng của anh ấy cho các bạn để xem như thế nào. Mình thì cũng chưa biết là anh ấy làm một tháng bao nhiêu tiền ạ. Thì anh em đi theo chân mình đi và xem coi anh ấy nhận bao nhiêu tiền một tháng nha anh em. Ok anh em, giờ thì mình sẽ dẫn anh em vào xem một tháng nhận tiền được, một tháng làm việc của Văn Nghĩa thì nhận được bao nhiêu tiền anh em ạ. Đây chuyện nhận tiền đấy. Anh em muốn nhận tiền anh em có 10 cái mã số đi. Đâu bay với mày. Wow. Anh em chụp cái màn hình này có 10 cái mã số anh em biên vào đây. Mình muốn cảm giác một lần đi nhận tiền như thế này anh em ạ. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ mình bằng những nút like, share. Cần ok. Không quay. Phải trang điểm được chứ. Không quay mà chụp ảnh. Vẫn còn tắm. Sắp Tết rồi thì tích làm gì thì làm đi. Sắp Tết rồi thì tích làm gì làm đi. Thì
giờ có người tiền thì chỉ có 700 nghìn đấy. Được rồi, em làm cái vlog như cụ cầm tiền lên gửi cái đó nhiều. Vlog cầm 1 tỷ, tầm 1 tỷ đồng gửi ngân hàng. Đếm tiền đấy chứ, đếm tiền cho em này, em lại em cầm cục tiền này em quay đâu. Đếm tiền mà vân vân mà vân vân. Chị đánh văn nhớ đấy. Đây là một đây là tiền của Văn Nghĩa vừa làm được em. Ghi em chị ơi. Đấy, tháng trước anh ấy làm được một nửa tiền đấy. Cái gì? Rồi thì mình xài chắc là ra khỏi cái ngân hàng này và về nhà. Mình đã cho anh em thấy cái cách thức nhận tiền của Văn Nghĩa. Đây là một tháng Văn Nghĩa kiếm ra được bao nhiêu tiền thì chắc là tôi quay sơ sơ vậy thôi. Thì một tháng anh ấy kiếm được gần 1.000 đô thì cũng ít này. Mình tưởng tháng anh ấy kiếm nhiều tiền lắm ấy. Thì nếu mà các bạn thấy xem video, các bạn mà đã yêu quý bọn mình thì xem video nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để càng dần kênh mình càng phát triển, kiếm có thể kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Còn giờ tháng có 1.000 đô thôi anh em ạ, Văn Nghĩa. Còn mình thì chưa có 1.000 nào ạ. Nên anh em xem video của mình thì nhớ ấn like, đăng ký kênh. Có quảng cáo thì click vào để cho mình một khoản tiền gì đó góp gió thành bão anh em ạ. Ok.